tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của trang mua sắm trực tuyến Meta.vn. Mình là Thu Phương và ngày hôm nay thì mình giới thiệu đến các bạn top 3 xe để hàng đang được ưa chuộng sử dụng hiện nay, gồm mã Avin HT170, Sumo HB210C và Zumo HB210C. Ngay bây giờ chúng ta hãy cùng khám phá sản phẩm nhé. Những chiếc xe để hàng như thế này là phương tiện vận chuyển bốc dỡ hàng hóa rất cần thiết cho các doanh nghiệp, nhà sản xuất như là siêu thị, nhà hàng, khách sạn, công ty vận chuyển. Các sản phẩm xe để hàng của chúng ta đều sở hữu kết cấu rất chắc chắn, được làm từ thép không gỉ, phun sơn tĩnh điện như ABS hoặc là nhựa cứng cao cấp có khả năng chịu lực lớn. Do vậy thì mọi người có thể hoàn toàn yên tâm sử dụng sản phẩm lâu bền nhé. Chiếc xe để hàng Avin HT170 có thể chịu được tải trọng tối đa là 170 kg. Hai sản phẩm Zumo HB210C và Sumo HB210C thì có thể chịu được tải trọng tối đa lên đến 370 kg. Đây cũng là điểm mà mọi người cần lưu ý trước khi chọn sản phẩm xe để hàng, thì mọi người cần xem xét đến khối lượng hàng hóa thường xuyên vận chuyển để chọn loại xe có tải trọng phù hợp với nhu cầu nhé. Xe để hàng 4 bánh sàn thép phủ nhám Avin HT170 có kích thước là 730 x 470 x 830 mm. Đường kính bánh xe là 100 mm, với độ dày là 30 mm. Trọng lượng sản phẩm là 10 kg. Xe để hàng Zumo HB210C có kích thước là 900 x 600 x 860 mm. Khoảng cách giữa sàn tính từ mặt đất đến sàn là 100 mm. Đường kính bánh xe là 125 mm. Trọng lượng sản phẩm là 18,6 kg. Xe để hàng Sumo HB210C có kích thước là 910 x 610 x 860 mm. Cả 3 sản phẩm xe để hàng đều dạng chữ L với thiết kế tay cầm có thể gấp gọn, nên việc sử dụng linh động, cất giữ cũng dễ dàng hơn. Vừa rồi Meta đã giới thiệu đến các bạn top 3 xe để hàng được ưa chuộng sử dụng hiện nay. Và nếu như quan tâm đến sản phẩm này thì hãy click vào đường link dưới phần mô tả của video hoặc liên hệ tới hotline của Meta tại Hà Nội 024 3568 6969 hoặc tại Thành phố Hồ Chí Minh 028 3833 6666. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hãy nhấn like, subscribe và nhấn chuông thông báo để cập nhật những video mới nhất của Meta nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.